lộ thế lực ngầm đứng sau Hoài Linh Trấn Thành. Trong showbiz không ai không biết đến Điền Quân, công ty truyền thông và giải trí này là cái tên đình đám hiện nay. Họ đứng sau hàng loạt chương trình ăn khách, có thể kể đến như Thách Thức Danh Hài, Dòng Ải Dòng Ai, Hát Mãi Ước Mơ, Phiên Bản Hoàn Hảo. Game show của họ có sự góp mặt của rất nhiều sao Việt nổi tiếng, đặc biệt là Hoài Linh, Trấn Thành, Trường Giang, MC Đại Nghĩa, Ngô Kiến Huy. Khán giả vẫn nói với nhau, nhờ các game show đó mà độ phủ sóng của những nghệ sĩ này ngày càng nhân rộng. Có thời điểm, chỉ cần bật TV lên là sẽ thấy Hoài Linh, Trường Giang hay Trấn Thành đang làm MC giám khảo. Trên thực tế, không chỉ Trấn Thành, Hoài Linh, Trường Giang mà hầu hết các sao Việt đều rất coi trọng phía Điền Quân, đặc biệt là ông chủ của công ty này. Vậy ông chủ Điền Quân là ai mà có tầm ảnh hưởng lớn như vậy? Chủ tịch hội đồng quản trị Điền Quân chính là Đỗ Văn Bửu Điền, còn được biết đến với biệt danh Coloman, từ một nhà báo, biên tập viên kỳ cựu của đài truyền hình thành phố Hồ Chí Minh. Ông đứng ra gây dựng nên đế chế Điền Quân của riêng mình. Cái tên Điền Quân là ghép từ tên của Bửu Điền và cậu quý tử đầu tiên. Coloman có mối quan hệ rộng, tầm ảnh hưởng lớn trong làng giải trí. Ông tự hào chia sẻ, 90% người nổi tiếng ở Việt Nam đều làm việc với tôi. Không chỉ làm việc, họ còn rất nể trọng ông chủ Điền Quân. Hình ảnh Coloman vui đùa, trò chuyện thân mật với các nghệ sĩ sau cánh gà cũng chẳng còn gì xa lạ với khán giả. Cách đây vài năm, Coloman khai trương cửa hàng, cả Trấn Thành, Trường Giang đều cất công đến tận nơi để chúc mừng. Không chỉ Coloman, Điền Quân còn có một ông trùm khác. Đây là người đứng sau thành công của nhiều người nổi tiếng, tên tuổi gắn liền với hàng loạt game show đình đám Khương Giờ. Khương Giờ tên thật là Nguyễn Thế Khương, quê tại Bến Tre. Chỉ mới 37 tuổi, nhưng anh hiện là phó giám đốc Điền Quân, giám đốc sáng tạo kiêm tổng đạo diễn các chương trình của công ty. Khương Giờ chính là người góp công lớn, đưa Lê Dương Bảo Lâm, Mạc Văn Khoa, Thánh Súng Ngân Thảo, Mỹ Kỳ đến với công chúng. Trong Điền Quân, quyền lực anh chàng chỉ đứng sau Coloman mà thôi. Cũng vì thế mà nhân vật này có quan hệ rất thân thiết với các nghệ sĩ nổi tiếng như Hoài Linh, Việt Hương, Trấn Thành. Vừa qua, Coloman và Khương Giờ đều gây chú ý khi bất chấp dư luận lựa chọn nghệ sĩ Hoài Linh làm giám khảo Thách Thức Danh Hài mùa 7. Việc nghệ sĩ Hoài Linh minh nhí thay chỗ cho Trấn Thành, Trường Giang khiến họ gặp nhiều áp lực từ phía dư luận. Thế nhưng cả hai ông trùm của Điền Quân vẫn giữ vững lập trường. Mãi đến gần đây, khi loạt ồn ào của Hoài Linh bị đẩy lên cao trào, tinh thần nam danh hài bắt đầu xuống dốc, họ mới nghĩ tới chuyện thay thế. Trong phỏng vấn mới đây nhất, Coloman thú nhận đang xem xét lại vị trí giám khảo của chương trình, lo sợ Hoài Linh không đủ tinh thần để tham gia. Phần thông tin của chúng tôi đến đây đã kết thúc. Cảm ơn quý vị đã lắng nghe và theo dõi trên kênh của chúng tôi.